Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 140. Chương 1391, đáp lễ cũng có thể bàn. 2. Đảo mắt đã trôi qua 2 ngày. Giờ phút này, bầu không khí trong thôn lộ ra vẻ không giống bình thường. Mặt ngoài nhìn như yên tĩnh không có chút nào biến hóa, nhưng đã âm thầm trở nên nghiêm trọng. Một nhóm ông lão tập hợp, khí tức thánh nhân bị đè xuống, xung quanh còn bày ra trận pháp, không khí trang nghiêm phi thường. Mấy bóng người trình diện, Phó Nam Thiên cũng nghiêm chỉnh im lặng chờ đợi. Một ông lão lên tiếng. Gần đây, vùng giáp danh hư không liên tiếp xuất hiện khe hở, hư không thú cũng xuất hiện, chắc chắn sắp có đại họa phủ xuống, không biết các vị nghĩ như thế nào. Hư không dung chuyển, vết nứt bộc phát, biến cố kinh người này làm các vị thánh nhân tràn ngập chấn động. Ngụy Đông Hải nghiêm trọng gật đầu, tiếp lời đầu tiên. Không sai, từ mấy ngày trước ta đã từng gặp cảnh hư không thú liên tiếp hiện thân số lượng lớn, hoàn toàn chính xác có khe hở không gian nứt ra, dù là hư không thú màu vàng cũng có mặt. Có lẽ việc này không đơn giản, nhất định cần cẩn thận đối đãi. Trầm giọng hồi tưởng, tám vị thánh nhân đều lộ ra ánh mắt nghiêm trọng. Dị tượng như thế, sợ là sắp có tai họa phủ xuống. Chúng ta yên lặng bảo vệ nơi này ngàn năm vạn năm, tuyệt đối không thể mặc cho khe hở không gian khuếch trương, để hư không thú chui vào vân tinh, nếu không sẽ là thảm họa của mọi sinh linh. Không sai, cái này là chức trách của chúng ta, không thể chối từ. Đã như vậy, để ta đi xem xét khe hở đi. Lập tức mấy vị thánh nhân liền muốn ra tay, tình thế càng bức bách. Túy Vô Nhai lại giơ tay ngăn cản, hình như nghĩ đến chuyện cổ quái gì. Các vị, hãy khoan đã. Những người khác nhìn chăm chú tới, Túy Vô Nhai đứng dậy mở miệng. Việc này cực kỳ kỳ quặc, không thể khinh thường. Hôm qua, ta cùng sư đệ đi tới cổ Tẩu Lang, toàn bộ đường đi đều không thấy tàn hồn nào. Tuy có pháp bảo của các vị hỗ trợ, nhưng việc này quá mức cổ quái. Gần đây liên tục xảy ra chuyện lạ, lần này tra xét khe hở hư không, chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất, cùng nhau đi mới được. Hiển nhiên Túy Vô Nhai cũng chưa từng nghĩ tới tàn hồn ở cổ Tẩu Lang biến mất có quan hệ gì với Dịch Phong. Lời này nói ra, lập tức dẫn đến mọi người coi trọng. Thực có việc này. Như thế xem ra, lần này khe hở hư không khuếch trương chưa chắc là trùng hợp. Túy lão đầu nói có lý, chúng ta trông coi sự dị thường của hư không, giám thị cổ Tẩu Lang, trên thân gánh vác an toàn của ngàn vạn sinh linh, tuyệt không thể qua loa sơ suất. Nơi đây là tiết điểm hư không ở Vân Tinh, một cái tác động đến nhiều cái, chúng ta không thể gây sai lầm, cùng nhau đi đi. Trận chiến này thanh trừ hư không thú, không thể khinh thường. Liên tiếp thương nghị, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ông lão ở chủ vị. Ông lão này râu tóc bạc trắng, lông mày rủ xuống hai gò má, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hương vị năm tháng, nhìn như đã gần. Đất xa trời, ở vạn năm trước lại là cao thủ đỉnh cao nhất Vân Tinh thế lực thiên hạ hội, trong mắt vị này cũng chỉ là đám vãn bối non nớt. Dù là Túy Vô Nhai cùng Phó Nam Thiên, đối mặt vị này cũng chỉ có một lòng kính nể. Vị này lấy kiếm nhập đạo, lấy sức một mình tăng lên cảm ngộ của cả Vân Tinh, thiên phú áp đảo cả thời đại. Lại có thể công khai đại đạo quý giá như thế ra ngoài, dù cho hậu thế có mấy vị kiếm thánh lác đác, cũng đều là nhờ có hắn mở đường từ trước. Thiên tài như vậy lại vì Vân Tỉnh mà trấn thủ ở đây. Cổ thánh Lạc Hồng Phi trong truyền thuyết, quả nhiên không thẹn với danh xưng tiền bối. Trước đại nạn, ông lão từng trải qua vô số sóng gió tang thương này, trong mắt lấp lóe ánh sáng, quả quyết nói. Tốt, chúng ta cùng đi diệt ma, sau đó về thôn ăn mừng. Hắn vừa nói xong, toàn bộ pháp bảo của các vị thánh nhân đều xuất hiện, khí thế cùng nhau tràn ra, các loại chim thú cả kinh chạy loạn, biển mây trên trời cũng tán loạn. Hư không khua lên gợn sóng, tám bóng người mang theo uy thế vô thượng đã biến mất khỏi thế gian. Lúc bọn hắn xuất hiện lần nữa, thì đã có mặt ở nơi cách đó ngàn vạn dặm. Biển cát đầy rẫy, tràn ngập hoang vu, tám vị thánh nhân nghiêm chỉnh đứng yên, về mặt nghiêm trọng vô cùng. Lấy Lạc Hồng Phi cầm đầu, Ngụy Đông Hải vai vế thấp nhất ở đuôi, các vị thánh nhân nhìn sang. Biển cát hỗn độn, gợn sóng không gian dung chuyển, sự hoang vu càng nhiều hơn ngày trước, dù chỉ đứng yên ở vùng giáp danh, cũng đã cảm nhận được mấy phần áp lực. Đúng lúc này, rất nhiều cái xác to lớn nằm trên đất xuất hiện trong mắt mọi người. Áp lực của mọi người đều bị kinh nghi thay thế. Chuyện này là sao?
đây là người nào làm ra, thế mà giết được nhiều hư không thú như vậy. Loại tu vi này quá khủng bố rồi. Hẳn là cao thủ tuyệt thế ẩn danh của nhân tộc ra tay, trước khi đại họa xuất hiện đã âm thầm diệt trừ kiếp nạn, đức độ này thực làm người ta kính nể. Chương 1392, không giả vờ nữa, ta lật bài ngửa, 1. Nghe mọi người tán thưởng, Ngụy Đông Hải cũng lộ ra ánh mắt sùng kính. Một đống xác hư không thú khổng lồ nằm la liệt, coi như đã không phải lần đầu trông thấy, hắn phảng phất như cũng có thể trông thấy phong thái của tiền bối Dịch Phong, bộc phát kính nể. Mọi người thán phục, ánh mắt của Lạc Hồng Phi cũng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bỗng nhiên xuất hiện thi thể một đám hư không thú, chuyện này quá bất thường. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía Ngụy Đông Hải hỏi thăm. Cảnh này rất ăn khớp với những gì ngươi nói, ngươi có nhìn thấy cao nhân nào ra tay không? Ngụy Đông Hải nào dám lắm miệng, chỉ có thể nghiêm trọng hành lễ. Khi ta tới thì đã thấy cảnh tượng như vậy, tự hổ thẹn tu vi nông cạn, không thể nhìn thấy cao nhân. Nghe vậy, trong mắt Lạc Hồng Phi lộ ra mấy phần tiếc nuối, ngược lại trầm giọng hạ lệnh. Các vị, chuyến này hung hiểm phi thường, không thể liều lĩnh. Chúng ta cùng tiến cùng lùi, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Bất kỳ người nào bị thương đều sẽ cho hư không thú thời cơ để lợi dụng, nhớ kỹ phải cẩn thận. Cổ Thánh trải nghiệm phong phú, đối diện nguy cơ vẫn nhắc nhở lần nữa. Những người khác cũng cùng nhau đáp ứng, mặt lộ vẻ trịnh trọng, tiếp tục phi độn tiến lên hơn trăm dặm. Trên bầu trời đã hiện lên vết nứt, từ đường chân trời kéo tới biển cát xa xa, chiếm cứ lờ mờ một nửa bầu trời, tựa như một tấm mạng nhện to lớn. Ở trong đó không ngừng truyền ra năng lượng loạn lưu hỗn loạn, khe hở cũng biến ảo độ lớn theo đó, phảng phất như có sinh mạng đang hít thở, lúc nào cũng có thể bừng tỉnh. Thấy tình thế như vậy, tám vị thánh nhân đều lên tinh thần. Cổ Thánh Lạc Hồng Phi lộ vẻ nghiêm trọng. Khe hở không gian vậy mà nhiều như thế, tình thế đã nguy hiểm ngoài dự liệu, cứ tiếp tục như thế, tất sẽ có số lượng lớn hư không thú chui ra, vân tỉnh nguy to rồi. Các thánh nhân rơi vào im lặng, cảm giác nguy cơ lớn lao xông lên đầu. Tám vị thánh nhân đã có dự cảm không hay, hướng về phía đường chân trời. Quả nhiên, chỉ đi thêm ngàn dặm đã gặp khe hở càng lớn hơn, gợn sóng không gian không ngừng truyền đến, trên không trung lại như sóng nước dập dờn, lúc nào cũng có thể bị xé rách. Khói đen vô tận che phủ đường chân trời, căn bản không nhìn ra nguyên do. Ổ biển cát dưới mặt đất, tiếng rung mạnh liên tiếp truyền ra, hố sâu to nhỏ tới mười mấy cái, như có hư không thú sắp xuất hiện. Thậm chí đã có không ít hư không thú ẩn núp tại biển cát, đang tham lam hấp thu không gian loạn lưu. Các loại hư không thú to lớn vô cùng, có con giống hình con cua lớn chừng vài trượng, cũng có con giống bạch tuộc màu bạc to như ngọn núi, xúc tu nhiều vô kể. Thân thể khủng bố còn đang to lên nhờ hấp thu năng lượng hư không loạn lưu. Ngắn ngủi mấy ngày, không ngờ chỗ hoang vu này đã trở thành chỗ vui chơi cho hư không thú. Nếu mặc kệ chuyện này, không được bao lâu đám hư không thú sẽ đông và mạnh hơn rất nhiều, coi như toàn bộ thánh nhân vân tinh hợp sức cũng khó lòng ngăn cản một biển hư không thú. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tám vị thánh nhân đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng, âm thầm vui mừng vì hôm nay đã tới dò xét một chuyến, bằng không hậu quả khó lường. Lạc Hồng Phi đứng ở trên không trung quan sát, thanh âm chấn động thiên địa. Các ngươi vốn không thuộc vân tinh, vết nứt hư không mới là chỗ ở của các ngươi, nếu khăng khăng phá hoại vân tỉnh, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi tan thành mây khói. Thanh âm vang vọng khuếch tán, làm dám hư không thú liên tục ngước mắt. Một con thú khổng lồ lộ ra răng nanh, điên cuồng cười to, khó nén tham lam cùng khinh thường trong mắt. Nhân loại, loại sinh vật hạ đẳng thấp kém như các ngươi mà cũng dám kêu gào với hư không tộc chúng ta. Chúng ta phủ xuống vân tinh là vinh hạnh của các ngươi. Từ nay về sau, vân tinh thuộc quyền sở hữu của hư không tộc. Tiếng cười to dẫn đến vô số tiếng hư không thú kêu gào trợ uy, bộc phát uy thế kinh người. Đã tới nước này, một trận đại chiến là không thể tránh được, tám vị thánh nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, mọi người lấy hết pháp bảo ra, uy thế kinh khủng hóa thành đủ loại ánh sáng, chiếu rọi biển cát tối tăm. Tám luồng lưu quang xen lẫn bóng dáng khổng lồ, thanh âm chém giết vang vọng đất trời. Uy lực của thánh nhân nổ ra, gần trăm loại hư không thú cũng điên cuồng gào thét. Lấy cổ thánh Lạc Hồng Phi đứng đầu, các thánh nhân ra tay toàn lực. Đủ loại lực lượng đại đạo vang vọng, ánh sáng kiếm mang lóe lên, trời đất như vỡ nát. Hỏa Vân Lăng, Thái Cổ Kiếm Ý, Càn Thanh Trạc, Hám Thiên Phủ,
Đại Phong Vân Trưởng. Bọn họ bay múa trên không trung, thánh khí đỉnh cấp kết hợp đạo lực siêu phàm, mỗi người ra tay bằng một loại thần thông khác nhau, hóa thành ánh sáng chui vào biển thú, không ngừng thu gặt mạng sống của bầy hư không thú. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1393, Không Giả Vờ Nữa, Ta Lật Bài Ngửa, 2. Trong nháy mắt, xác chết khổng lồ đã nằm khắp nơi. Thế nhưng biển thú da dày thịt béo, lại nhiều vô cùng vô tận, biển cát còn đang không ngừng chấn động, nhất thời khó phân thắng bại. Lạc Hồng Phi dùng vài kiếm tiêu diệt hư không thú màu bạc, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn về vết nứt trong chỗ sâu sương mù đen. Tùy lão đệ, ngươi am hiểu nhất là pháp tắc không gian. Chúng ta sẽ ngăn chặn những hư không thú này, ngươi thừa cơ âm thầm xâm nhập, xác minh tình huống chỗ tận cùng của khe hở không gian, tuyệt đối không thể hiếu chiến. Tùy Vô Nhai nghiêm chỉnh hành lễ đáp ứng, bát thánh hợp lực nhiều lần chém giết, cuối cùng đã có một cái khe hở màu đỏ. Tùy Vô Nhai xem thời cơ hóa thành một luồng sáng nhanh như chớp chui vào, xông thẳng tới chỗ sâu, trên đường được người khác bảo vệ. Sương mù máu ngập trời, những con hư không thú khổng lồ ngã xuống như ngọn núi sụp đổ nhìn Tùy Vô Nhai đã thành công chui vào, mọi người thổ ra một hơi. Lại một trận chém giết đẫm máu xảy ra, hai bên chiến đấu hăng hái. Số lượng hư không thú rất nhiều, bảy vị thánh nhân miễn cưỡng chống lại công kích của các loại hư không thú mà đã thở hồng hộc, đạo lực hao tổn hơn phân nửa. Cũng không biết chém giết được bao lâu, biển thú tạm thời bị ngăn chặn, cuối cùng đã có một cơ hội thở dốc. Đột nhiên, đại địa rung động, bộc phát khủng bố. Một cái miệng hổ màu vàng đột nhiên nhô ra, làm sắc mặt các vị thánh nhân đại biến. Không tốt, là màu vàng, có hư không thú thất giai trở lên xuất hiện. Mọi người kinh hãi. Móng hổ xé rách khe hở trên không, cái bóng khủng bố che khuất bầu trời, tiếng hổ gầm xuyên thấu nghìn vạn dặm, làm không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhìn bóng đen lớn hơn trăm trượng, vẻ mặt mọi người rất nghiêm trọng. Con hổ khổng lồ màu vàng đang trợn mắt quan sát xung quanh, tựa như ánh sáng mặt trời nắng gắt. Nhân loại, sinh linh nhỏ yếu như các ngươi mà cũng dám gây thương tổn tới tộc ta. Nếu các ngươi đã không biết sống chết, bản tôn sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Tiếng giống khuếch tán đại địa, uy thế khủng bố tản ra. Các thánh nhân và Phó Nam Thiên cùng Ngụy Đông Hải đều cảm thấy áp lực đại tăng. Chỉ vừa bị uy thế tác động đến đã như người thường đối mặt núi cao biển rộng, cảm giác bất lực không tự giác hiện lên trong lòng. Biển cát trước mắt còn không ngừng có các loại hư không thú tràn vào. Hơi đếm sơ, không ngờ đã có hơn trăm loại. Sau khi con hổ màu vàng gào thét, đám hư không thú không ngừng tuôn ra khỏi biển cát, cùng nhau bộc phát uy thế, mắt lộ dã tính, sát khí gần như che lấp bầu trời. Biển cát kịch liệt chấn động, hư không rung chuyển. Trước cảnh tượng đáng sợ này, bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Cổ thánh Lạc Hồng Phi chắp tay bay trên không trung, râu tóc trắng như tuyết bay phấp phới theo gió, dáng người vô cùng nhỏ bé so với con hổ khổng lồ, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào. Đối mặt con hổ lớn ngàn trượng đang gào thét, Lạc Hồng Phi lại không hề nhượng bộ chút nào. Các ngươi đúng là ngu xuẩn mất khôn, nơi này sẽ là chỗ chôn thây của các ngươi. Trong lòng các thánh nhân cũng đã sinh ra suy nghĩ tử chiến tới cùng. Con hổ nổi giận gào thét, biển thú mênh mông vô bờ, dù bảy người bọn hắn hợp lực cũng khó có phần thắng. Các thánh nhân đều căng thẳng trong lòng, lại nhận được truyền âm của cổ thánh Lạc Hồng Phi. Trận chiến này, Lão Phu sẽ một mình đối chiến. Các ngươi tiếp ứng Túy Vô Nhai, mượn cơ hội rời khỏi nơi đây, nhất định phải phong ấn ngọn nguồn vết nứt này. Cổ thánh Lạc Hồng Phi muốn một mình chống chọi biển thú, chặn hậu cho các thánh nhân khác, giữ lại hy vọng của nhân tộc. Bóng người già nua bay trên không trung, lúc này phảng phất như tỏa ra ánh sáng chiếu rọi cổ kim. Mọi người đều tràn ngập sùng kính, trong lòng đã có chút rối rắm. Một bên là tình nghĩa bạn bè ngàn vạn năm, một bên là sinh tử tồn vong của cả nhân tộc, loại lựa chọn khó khăn này, không ai có thể dễ dàng quyết định. Coi như là Phó Nam Thiên ngày thường thích làm chó liếm chân phụ nữ, cũng siết chặt hai nắm đấm. Ngụy Đông Hải tu vi thấp nhất thì cắn răng nặng nề. Loại quái vật này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chiến thắng. Trừ phi là tiền bối Dịch Phong ra tay, đáng tiếc tiền bối không có mặt ở đây. Xem ra, chỉ có thể vận dụng thanh cổ kiếm kia. Ngụy Đông Hải cắn răng một cái,
vốn không muốn lộ ra thanh kiếm đó, nhưng hiện tại muốn khiêm tốn cũng không được. Không giả vờ nữa, ta lật bài ngửa. Hắn hơi ngẩng đầu, mở miệng nói. Lạc lão ca, không bằng để ta thử một lần trước xem sao. Giọng nói vang vọng. Lạc Hồng Phi kinh ngạc ngoái nhìn, sáu vị thánh nhân khác cũng là như vậy. Ngụy lão đệ, trận chiến này, không thể can thiệp vào. Chương 1394, thử một chút liền tạ thế, 1. Đúng vậy, lão đệ ngươi vì đại nghĩa diệt thân, chúng ta kính nể không thôi, nhưng trận chiến này quá mức hung hiểm, e rằng ngươi khó mà làm được. Chúng ta kính nể ngươi, nhưng mong ngươi đừng hành động nông nổi. Việc này phải biết tự lượng sức mà làm. Ngoại trừ Lạc lão ca, trong chúng ta không có người nào khác đủ sức giao đấu với con hổ khổng lồ kia. Ngụy Đông Hải đột nhiên mở miệng, các thánh nhân đều liên tiếp truyền âm khuyên can. Ngụy Đông Hải biết rõ mọi người nói vậy là có thiện ý. Hắn rất quý trọng phần tình cảm này, nhưng có cổ kiếm trong tay, hắn đã không phải là kẻ có sức chiến đấu thấp nhất. Cảm thụ được ánh mắt khuyên can của cổ thánh Lạc Hồng Phi, Ngụy Đông Hải lộ ra kiên định. Lạc lão ca, ta rất có lòng tin, việc này không cần nói nữa. Câu nói kiên định vô cùng, làm các thánh nhân khác giật mình. Ngụy Đông Hải luôn là tu vi thấp nhất, tại sao đột nhiên biến thành tự tin như vậy? Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Ngụy Đông Hải đã lấy ra một thanh kiếm, chân đạp hư không, xông về phía con hổ khổng lồ. Bóng người so với đối thủ thì vô cùng nhỏ bé, nhưng hành động tràn đầy dũng cảm. Vì nhân tộc mà không màng sống chết bản thân. Trong tình thế cấp bách, các thánh nhân liên tiếp toàn lực tương trợ, chiến đấu bùng nổi. Nhìn Ngụy Đông Hải mang kiếm vọt tới, tựa như con ruồi đáng ghét. Con hổ to lớn giận quá hóa cười, lộ vẻ xem thường. Ừ, nhân loại vẫn ngu xuẩn như vậy, vì cái danh đại nghĩa mà đi chịu chết, thật là ngu xuẩn. Trong biển cát, vài trăm con hư không thú cũng dữ tợn cười to. Chỉ có loài người mới có thể vội vàng đi chịu chết như vậy. Nếu bọn hắn đã đần độn như vậy, thì cũng đến lúc nên tuyệt chủng rồi. Sau này Vân Tinh sẽ là địa bàn của hư không tộc chúng ta. Tiếng cười truyền khắp thiên địa, còn bóng người nhỏ bé thì đã sớm không có ai thèm để ý. Tận đến khi trông thấy sáu thánh nhân khác liên tiếp có động tác. Con hổ khổng lồ màu vàng mới duỗi ra bàn tay to lớn, tùy ý chụp về phía Ngụy Đông Hải. Nhìn tựa như đập một con muỗi, nhưng vẫn nhấc lên gió bão khủng bố. Nhẹ nhàng vung lên một cái, hư không rung động gợn sóng. Không khí cuồn cuộn nghìn vạn dặm, tầng tầng uy thế như nước thủy triều. Đối mặt động tác vung tay lên, đám người Lạc Hồng Phi đều lộ vẻ mặt nghiêm túc, liên tục vận chuyển đạo lực, pháp bảo đều xuất hiện để bảo hộ Ngụy Đông Hải. Mấy món thánh khí còn chưa kịp tuôn ra đạo lực. Luồng không khí cuồn cuộn đã bị chia làm hai nửa, dường như bị vật gì đó sắc bén cắt đứt. Trong khe hở khói bụi cuồn cuộn, chỉ còn Ngụy Đông Hải đang cầm trong tay một thanh trường kiếm cũ nát. Ngụy Đông Hải thế mà chỉ dùng lực lượng một người đã đủ sức chém luồng khí bắn ra từ bàn tay của con hổ vàng khổng lồ thành hai nửa. Một kiếm kia có uy thế bậc nào? Ngụy Đông Hải lợi hại như vậy từ bao giờ? Lạc Hồng Phi nhìn mà sững sờ. Những thánh nhân còn lại cũng cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng kịp. Không chỉ có chiêu thức của con hổ khổng lồ bị cắt đứt, bản thân bàn tay của nó cũng trực tiếp bị chém đứt đôi. Nháy mắt này, tiếng cười khắp trời đất cũng im bặt lại. Các thánh nhân và đám hư không thú đều nhìn mà mức ngây người, biển cát hoàn toàn yên tĩnh. Con hổ khổng lồ không còn cười được nữa, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiếng gào thét đau đớn vang lên. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bị một chia thành hai, khe hở đáng sợ vẫn còn đang khoét trường. Thậm chí không ngừng leo lên cánh tay con hổ, tựa như là một vết thương có ý thức của riêng mình, đang không ngừng lan tràn. Cánh tay, ngực, đầu hổ, chỉ sau mấy hơi thở, khe hở vậy mà đã lan tràn ra toàn bộ thân thể của con hổ khổng lồ. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó là tiếng kêu tuyệt vọng. Ngay sau đó, thân thể con hổ khổng lồ cấp tốc rơi xuống. Ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, biển cát bị đập vỡ ra một hố sâu ngàn trượng, rung động không ngừng, tất cả âm thanh đều sự chấn động khoa trương này bao phủ. Một kiếm chém ra, vạn vật yên tĩnh. Các vị thánh nhân đều kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, thật là chiêu kiếm đáng sợ, kiếm ý thật là khủng khiếp. Không chờ bọn hắn kịp mở miệng nói gì, đám hư không thú uy thế ngập trời lúc nãy đã tan tác như ong vỡ tổ, không ngừng chui vào chỗ sâu trong biển cát,
sợ đến mức tè ra quần. Trên không trung, chỉ có một bóng người đứng yên, tay cầm trường kiếm, tựa như thần linh. Nhìn bóng dáng Ngụy Đông Hải, các thánh nhân vẫn cảm thấy khó có thể tin, cảm giác con người quen thuộc trước mắt vô cùng lạ lẫm. Kiếp nạn to lớn tan rã trong chớp mắt. Các bạn đang nghe truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1395, thử một chút liền tạ thế, 2. Kinh hỉ lớn lao tràn ra, các vị thánh nhân rung động không thôi, liên tiếp bay lên phía trước. Thực không ngờ rằng Ngụy lão đệ tưởng như yếu nhất lại là người mạnh nhất trong chúng ta. Đúng vậy, chiêu kiếm khủng bố kia thực khiến người khác cả đời khó quên. Ta quả thực không nhìn ra tu vi kiếm đạo của Ngụy lão đệ lại mạnh như vậy, thì ra ngày thường chỉ là giả vờ. Ngươi sớm nói mình có kiếm ý bá đạo bậc này thì lão phu đã không ngăn cản ngươi. Quảng cáo đáng ghét, để cơ hội cho ngươi ra vẻ rồi. Ha ha ha. Thoải mái cười to mấy tiếng, các vị thánh nhân đều đầy xúc động. Chỉ có cổ thánh Lạc Hồng Phi là đã dần bình phục lại tâm trạng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chấn động. Ngụy lão đệ, ngươi có tu vi kiếm đạo mạnh như vậy từ bao giờ thế? Lạc Hồng Phi lấy kiếm đạo nhập thánh, lại là thánh nhân thành danh vài vạn năm, cảm ngộ đối với kiếm đạo rất sâu sắc, nhưng tận mắt thấy một kiếm vừa nãy, cho dù là hắn cũng chỉ có thể ngưỡng mộ than thở. Giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng bộc phát hiếu kỳ. Câu hỏi này cũng gãi đúng chỗ ngứa của các vị thánh nhân khác. Đúng vậy, Ngụy lão đệ chưa bao giờ thể hiện tu vi kiếm đạo, bây giờ lại có thể dùng một kiếm chém chết con hổ khổng lồ kia, thực không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ ngươi mới có đốn ngộ? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không sai, đại đạo khác đường, lúc trước hắn không hiểu kiếm đạo, sao có thể đột nhiên đốn ngộ? Trong lúc mọi người hiếu kỳ cùng chấn động, Ngụy Đông Hải bây giờ mới lấy lại tinh thần. Đừng nói mọi người đang chấn động, ngay cả chính hắn cũng bị một kiếm kia dọa sợ. Hắn vốn cho rằng có cổ kiếm phòng thân, nói không chừng có thể kéo dài thời gian, tranh đấu với con hổ khổng lồ một lúc. Lát nữa Lạc lão ca lên đấu với con hổ thì đối phương cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Nghĩ như vậy, Ngụy Đông Hải mới kiên quyết ra tay thử xem. Hoàn toàn không thể tưởng được, thử một lần đã hết phim. Hắn chỉ là vung kiếm ngăn cản mà thôi, kết quả lại trực tiếp làm thịt con hổ khổng lồ. Nói thật, hắn đã mạnh đến mức chính hắn cũng phải sợ hãi. Bị các thánh nhân vây quanh tán dương, khuôn mặt Ngụy Đông Hải tràn đầy vinh quang, như thể đi tới đỉnh cao cuộc đời, nhưng hắn cũng là biết đó căn bản không phải là tu vi thực sự của mình. Công chính thuộc về cổ kiếm trong tay, kiếm này còn bá đạo hơn dự đoán ngàn vạn lần. Cái cơ duyên này còn khoa trương hơn tưởng tượng. Cơ duyên khủng bố như thế lại bị tiền bối Dịch Phong tiện tay tặng ra ngoài, phong thái cùng với tấm lòng dìu dắt hậu bối bậc này, quả xứng với thân phận cao nhân tuyệt thế của hắn. Càng nghĩ càng xúc động, gần như trong lòng tràn đầy sùng kính. Ngụy Đông Hải nắm chặt cổ kiếm trong tay, bàn tay đang có chút run lên, vui vẻ không thôi. Vẻ ngoài kỳ lạ này tự nhiên Lạc Hồng Phi đã thấy ở trong mắt. Lưu ý đến thanh kiếm kia, đôi mắt đục ngầu của Lạc Hồng Phi lóe lên một cái. Kiếm này, chuôi kiếm đen kịt, tạo hình đơn giản đến mức có chút cổ quái. Lão Phu chưa bao giờ thấy có người dùng loại kiếm này, hình như. Lời nói của cổ thánh dẫn đến một vị thánh nhân kinh ngạc nhìn qua. Đột nhiên hắn mở miệng tiếp lời. Tựa hồ là một trong hai thanh kiếm nằm ở chỗ sâu trong cổ tẩu lang thì phải. Câu này nói ra, khiến mọi người đều đột nhiên nhìn chăm chú. Liếc nhìn lại, quả nhiên có mấy phần quen thuộc. Lập tức kinh ngạc tra hỏi. Hình như là thật. Đúng là càng nhìn càng giống, năm đó Lão Phu từng dùng hết toàn lực cũng không thể rút ra thanh kiếm này. Mấy vị tiền bối tu vi cao thâm cũng không thể mang nó về, thậm chí có người về sau buồn bực quá mà chết. Kiếm này đã bị rút ra. Ngụy lão đệ, sao ngươi có thể làm được chuyện này? Mặc dù mọi người muốn tán thưởng nhưng hai mắt đã không nhịn được tò mò. Ngụy Đông Hải trở thành tiêu điểm ở dây, cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Đồng thời, hắn cũng không có quên ngọn nguồn của sự vinh quang này. Trong lòng đã càng thêm sùng bái tiền bối Dịch Phong, đồng thời âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ mang hết rượu Xích Viêm đi đáp lễ. Lễ vật nho nhỏ này, đương nhiên tiền bối Dịch Phong sẽ không thèm để vào mắt. Nhưng đây đã là cách biểu đạt lòng biết ơn lớn nhất hắn làm được. Chỉ cần vụng trộm biếu tặng trước sư huynh một bước, tiền bối Dịch Phong nhất định có thể cảm nhận được thành ý của hắn.
Càng nghĩ càng xúc động, Ngụy Đông Hải chưa bao giờ được tung hô như hôm nay. Không chỉ mọi người yêu thích ngưỡng mộ, dù là cổ thánh Lạc Hồng Phi cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Khụ khụ, Ngụy lão đệ, không biết có thể cho lão phu mượn thanh kiếm này xem một chút không? Vừa nói, Cổ Thịnh Hồng vừa lộ vẻ mặt tràn đầy chờ đợi nhìn Ngụy Đông Hải. Chương 1396, Tiểu nhân đắc chí. Đối với kiếm thánh uy tín lâu năm như hắn mà nói, thanh kiếm này không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn cực lớn. Cũng được, sau khi cổ thánh chờ đợi rất lâu, Ngụy Đông Hải mới nói như vậy một cách do dự. Tiếp theo cầm trường kiếm đưa tới, mà vẫn có vẻ lưu luyến không rời. Đa tạ. Cổ thánh cảm kích hành lễ với Ngụy Đông Hải một cái, ánh mắt kích động liếc về phía trường kiếm. Rõ ràng nhìn rất cổ xưa, lại có thể phát giác được rõ ràng có đạo vận nồng đậm phun trào trong đó. Nhìn về ngoài bình thường, nhưng kiếm thánh như hắn lại nhìn ra sự kiêu ngạo ẩn sâu trong đó. Chủ nhân của nó khi còn sống nhất định rất mạnh. Cổ Thịnh Hồng nghĩ như vậy, đồng thời bàn tay cũng vuốt thân kiếm. Ông mới tiếp xúc, trường kiếm trong tay Cổ Thịnh Hồng đã phát ra âm thanh như ve kêu, vẻ mặt hắn càng xúc động. Tuyệt thế bảo kiếm bậc này, xác suất tồn tại gần như bằng không. Hắn ngày càng chấn động, về mặt ngày càng trịnh trọng. Đáng tiếc khoảnh khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Hắn mới chỉ chạm thử một chút, Ngụy Đông Hải đã nhanh tay thu trường kiếm về, một mực ôm trong người. Được rồi, Ngụy Đông Hải nói. Cái này, tốc độ thu về nhanh hơn cả ánh sáng, làm Cổ Thịnh Hồng không kịp phản ứng, nhìn Ngụy Đông Hải trước mắt. Lúng túng nói, khụ khụ khụ, lão đệ, ta vừa mới sở một chút mà thôi, hay là để ta sở thêm một lát nhé. Dưới tình huống bình thường, vì phép lịch sự hầu như nhất định sẽ được đáp ứng. Nào biết Ngụy Đông Hải kẹp nách như bảo bối, dáng vẻ giống với sợ bị người khác cướp đi, nhìn rất hẹp hòi. Không được, hai chữ ngắn ngủi làm các thánh nhân đều sững sờ tại chỗ. Kiếm này không chỉ là Cổ Thịnh Hồng muốn sơ thử, bọn họ cũng đang thèm khát đây. Mỗi người đều muốn cảm thụ cảm giác, nhưng lão đầu này, vậy mà cự tuyệt. Như vậy không chỉ là cự tuyệt Cổ Thịnh Hồng, mà cũng đã cự tuyệt bọn hắn. Nhưng Cổ Thịnh Hồng tốt xấu cũng được sờ một chút. Mà dù sao đó cũng là bảo kiếm của người ta, nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lộ vẻ tươi cười, từng người bắt đầu khen ngợi Ngụy Đông Hải. Lão đệ, ngươi cứ cho cổ lão ca sờ thêm một chút đi. Sờ xong thuận tiện để chúng ta cũng sờ một chút. Đúng thế, bình thường ngươi luôn hào phóng nhất, thời khắc mấu chốt này, ngươi khẳng định cũng sẽ không hẹp hòi. Nói tới đây, một đám người lộ ánh mắt mong chờ nhìn Ngụy Đông Hải. Không được. Ngụy Đông Hải càng dùng sức kẹp kiếm vào nách, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức mũi đã sắp hếch lên tận trời. Lại lần nữa gặp phải cự tuyệt, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, bắt đầu quát mắng. Ngụy lão đệ, ngươi như vậy là không đúng, chúng ta chỉ là mượn bảo kiếm này sờ thử một chút, cần gì keo kiệt như vậy. Đúng thế, chúng ta làm bạn bè nhiều năm, chỉ là xem thử một chút mà thôi. Ngươi quá keo kiệt rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem, quan hệ của chúng ta đã trải qua sống chết khảo nghiệm, chẳng lẽ còn ham muốn bảo kiếm của ngươi? Ngươi không tin được chúng ta, chẳng lẽ còn không tin được Lạc lão ca? Bình thường các ca ca quan tâm ngươi, ngươi hiện tại lại keo kiệt như vậy, thực làm các ca ca cảm thấy trái tim băng giá. Mọi người nhộn nhịp mở miệng giáo huấn, đồng thời quan sát sắc mặt Ngụy Đông Hải. Nhưng Ngụy Đông Hải hoàn toàn không coi trọng, tiếp tục kiêu ngạo hếch mũi lên trời, căn bản không thèm trả lời một câu. Thấy không thể cứng rắn, các thánh nhân ở đây lại thử mềm mỏng, đủ loại khen ngợi trái lương tâm xuất hiện. Dù là Cổ Thịnh Hồng giờ phút này cũng không nhịn được phối hợp với bầu không khí. Sau một khoảng thời gian đòi hỏi rất lâu, Ngụy Đông Hải bị thổi phồng đến mức bước chân có chút lâng lâng như trên mây, lúc này mới bắt đầu hơi buông lỏng một chút. Hắn do dự mở miệng, vậy thì từng người một nhé. Tốt. Nhìn thấy cuối cùng Ngụy Đông Hải cũng không kiên trì nữa, nhất thời mọi người truyền ra âm thanh hưng phấn, vây quanh Ngụy Đông Hải, xoa xoa tay ngo ngoe muốn thử. Nói rõ trước, từng người một, Ngụy Đông Hải lại lần nữa tuyên bố nói. Được, không thành vấn đề, chỉ sở một chút. Khuôn mặt mọi người tươi cười vội vàng gật đầu, loại bảo kiếm cao cấp này, có thể để cho lão gia hỏa này nhả ra cho sở một chút, đã là rất tốt rồi. Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Ngụy Đông Hải lại một lần nữa cảnh giác rút trường kiếm ra. Chỉ vừa đưa ta, khoảng cách gần một chút,
mọi người đã cảm nhận được kiếm ý lăng lệ ẩn chứa trong đó đạo vận bên trong kiếm ý. Kiếm tốt, tuyệt đối là tuyệt thế bảo kiếm. Trong sự xúc động hưng phấn, mọi người không hẹn mà cùng chạm về phía trường kiếm. Đang muốn cẩn thận cảm nhận một chút, tiếp đó trong chớp mắt, Ngụy Đông Hải đã rút trường kiếm về. Được rồi, nhìn đủ rồi. Ngụy Đông Hải trực tiếp thu trường kiếm vào trong nhẫn chữ vật. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1397, Một Vạn Điểm Bạo Kích, 1. À cái này, vốn dĩ mọi người đang kích động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong đó có mấy người còn tốt, ít nhất là chuồn chuồn dính nước lướt qua một thoáng, nhưng mấy người Phó Nam Thiên là sờ còn chưa sờ được đã bị Ngụy Đông Hải rút về. Từng người nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt có thần sắc muốn chém người, nhưng mà lại không thể làm gì. Không chỉ như thế, trên mặt vẫn còn phải giữ khuôn mặt tươi cười. Vạn nhất tương lai thật sự có chuyện cần giúp đỡ, còn phải dựa vào gia hỏa này đó. Mặt ngoài thì như thế, nhưng nhìn thấy bộ dáng đắc chí của tên tiểu nhân Ngụy Đông Hải này, trong lòng vẫn là có chút tức giận. Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi, tất cả mọi người vẫn là biết chính sự quan trọng, tuy hư không thú bị đánh tan tác tình thế tạm thời hoãn lại. Nhưng vết nứt trên bầu trời vẫn còn, nguy cơ tạm thời vẫn chưa được tiêu trừ. Cổ Thánh Lạc Hồng Phi nén lòng hiếu kỳ xuống, ánh mắt lộ ra vẻ trang nghiêm. Nguy cơ của chúng ta ở đây đã tạm thời có thể giải trừ, nhưng muốn giải quyết triệt để, vẫn còn phải xem chỗ Túy lão đệ. Vì thế hiện tại phân công làm việc, một bên tiếp tục tìm kiếm xung quanh, một bên khác phái một người đi tiếp ứng Túy lão đệ. Các thánh trịnh trọng gật đầu, ta đi tiếp viện Túy lão đệ. Phó Nam Thiên chủ động xin đi giết giặc, nói. Bởi vì nhìn thấy thanh kiếm trong tay Ngụy Đông Hải hắn thực sự quá chua rồi. Vừa nhớ tới bản thân đến sờ cũng không sờ được một cái nên cảm thấy cả bụng tức giận. Mắt không thấy tâm không phiền, lão tử không muốn nhìn thấy bộ dáng đắc ý này của ngươi. Phó Nam Thiên đi tiếp viện Ngụy Đông Hải dương nhiên mọi người không có ý kiến. Rất nhanh, mấy đạo lưu quang xẹt qua, bảy vị thánh nhân mỗi người một việc. Đi sâu vào màn sương đen phía chân trời, Phó Nam Thiên một đường đuổi theo phương hướng Túy Vô Nhai. Cũng không biết đã bay bao lâu, hắn mới nhận được truyền tin từ Túy Vô Nhai. Phó lão ca, sao ngươi lại đến đây? Túy Vô Nhai nhìn thấy Phó Nam Thiên đi đến, không nhịn được hiếu kỳ hồi. Nhiệm vụ của ngươi bên này quan trọng, vì thế mới đến tiếp viện ngươi. Phó Nam Thiên nói. Vậy thì đa tạ Phó lão ca, đoạn đường này đúng là rất gian nguy, có lão ca ở đây, đúng thật là làm ít công to. Túy Vô Nhai cảm kích nói. Hai người một đường bay qua vết nứt. Túy Vô Nhai lợi dụng bản lĩnh của bản thân một đường điều tra, Phó Nam Thiên thì cả hành trình ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng ở bên cạnh bảo vệ là bảo vệ, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ đến thanh kiếm kia. Thèm quá, thật là chua. Tuy con đường hắn đi không phải kiếm đạo, nhưng mà dạng thần kiếm tuyệt thế này, bọn họ không có một người nào là không muốn. Rốt cuộc tên gia hỏa Ngụy Đông Hải này có cái vận khí cướp chó gì vậy, thế mà lại có thể có được tuyệt thế bảo kiếm như thế. Nếu như bản thân mình có một thanh thì thật tốt, có một thanh thần kiếm tuyệt thế, như thế, tương lai khoe khoang một chút trước mặt đồ đệ bảo bối, hắn còn không lập tức quỳ xuống bái sư. Túy Vô Nhai điều tra xong xung quanh trở về, nhìn thấy Phó Nam Thiên lòng không ở đây, không nhịn được cười nói, Phó lão ca, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Phó Nam Thiên tỉnh lại, nhìn Túy Vô Nhai một chút. Đúng rồi, Túy Vô Nhai còn chưa biết chuyện này đi. Ngươi có điều không biết. Sư đệ Ngụy Đông Hải kia của ngươi không biết đi đường nhặt được đại vận gì, thế mà lại có được một thanh tuyệt thế thần kiếm, mấy kiếm đã chém được hư không thú cấp thánh thất giai. Phó Nam Thiên vừa nói, vừa chờ mong nhìn thấy thần sắc nghe xong là dậm chân thèm muốn của Túy Vô Nhai. Dù sao hắn cũng biết, tuy quan hệ của hai người sư huynh đệ này tốt, nhưng từ nhỏ đã âm thầm so đấu lẫn nhau, phàm là biết đối phương mạnh hơn mình sẽ không chịu được. Nghĩ đến bộ dáng sắp bùng nổ của Túy Vô Nhai, có người đồng cảm, hình như thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà, chỉ nghe thấy Túy Vô Nhai bình đạm lên tiếng. Ừm, là thế à. Nói xong, Túy Vô Nhai tiếp tục dẫm chân, nghiêm túc điều tra xung quanh vết nứt không gian, phảng phất như là nghe được một chuyện rất bình thường vậy. Phó Nam Thiên đóng băng tại chỗ, đờ đẫn nhìn Túy Vô Nhai. Gia hỏa này làm sao vậy? Không thấy kinh ngạc,
cũng không thèm muốn. Phó Nam Thiên đi mấy bước đã đuổi kịp, tiếp tục kinh nghi tra hỏi. Tùy lão đệ, ngươi không thấy hiếu kỳ, không thấy thèm muốn sao? Chém mấy nhát đã chém chết hư không thú thất giai. Nói rồi nói, Phó Nam Thiên tiếp tục nhấn mạnh mấu chốt của sự thật. Ngươi biết thanh kiếm này là thanh kiếm nào không? Chính là chú đao cổ kiếm cắm ở trong hành lang hồi cổ. Năm đó vô số người có năng lực lớn đi đến đó lấy kiếm, nhưng đều trở về tay không mà không lấy được thanh chú đạo cổ kiếm kia. Chương 1398, một vạn điểm bạo kích, 2. Bảo vật như thế lại để sư đệ ngươi có được, đúng thật là vận khí nghịch thiên. Làm cho người ta tức giận nhất chính là, hắn có được bảo vật là bắt đầu kiêu ngạo, những lão hữu chúng ta muốn nhìn một chút, hắn thế mà đến đụng cũng không cho chúng ta đụng một chút. Dường như bị những ngôn từ xúc động này ảnh hưởng, cuối cùng Túy Vô Nhai dừng bước. Chậm chậm quay đầu lại nhịn, chỉ lộ ra nụ cười bình tĩnh. Có được bảo kiếm thì có được thôi, đó là khí vận của người ta, cái này có gì đâu là thèm muốn. Đây, có cái gì đâu mà thèm muốn. Phó Nam Thiên nghe đến ngạc nhiên, vẻ mặt nghi vấn, lời nói đã đến họng rồi nhưng lại không thốt ra được. Nhìn nụ cười thản nhiên của Túy Vô Nhai, giống như là thật sự không để ý đến vậy. Ngôn từ rộng rãi cũng khiến cho hắn không thể nào lên tiếng, trong nháy mắt bị tấm lòng rộng rãi của Túy Vô Nhai trấn trụ rồi. Đây, lẽ nào giữa sư huynh đệ bọn họ thật sự là tình nghĩa thâm hậu? Bản thân mình trước đây hiểu nhầm rồi. Phó Nam Thiên chẹp chẹp miệng, nhất thời có chút cạn lời. Hơn nữa, cũng chỉ có một chú đạo cổ kiếm mà thôi. Trong lúc Phó Nam Thiên đang kinh ngạc, Túy Vô Nhai lại bình tĩnh nhìn lại nói. Một câu nói hờ hững, nói thần khí mà giống như là rau cải trắng vậy. Phó Nam Thiên nghe tới khóe miệng co rút, khẩu khí thật là lớn. Còn không đợi hắn phản bác, đột nhiên trong tay Túy Vô Nhai lưu quang phát ra bốn phía, một thanh kiếm cổ xưa màu đen xuyên thấu qua ánh sáng đang tiêu tán hiển lộ ra chân thân, cực kỳ quen mắt. Càng nhìn càng thấy quen mắt, càng nhìn cảm xúc càng là thăng trầm lên xuống. Phó Nam Thiên trợn to mắt, kinh ngạc đến mức ngón tay run run chỉ vào. Đây, đây. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai con ngươi đang run rẩy, Túy Vô Nhai tiêu sái vung kiếm đen lên, chém mấy chiêu về phía bầu trời, nhìn giống như kiếm thuật đơn giản, nhưng vung ra lại là kiếm ý khủng bố. Từng đạo kiếm mang như bạch hồng trong mây, trong nháy mắt sương mù đen cuồn cuộn, trời sáng khí trong. Siêu, 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 vung mấy kiếm hoa đẹp đẽ, Túy Vô Nhai xoáy khí thu hồi bảo kiếm tiếp tục đi về phía trước. Hắc hắc, kiếm này ta cũng có một cái, cần gì phải thèm muốn thanh kiếm đó của sư đệ ta. Ta cũng muốn có một thanh thanh thanh. Một câu nói xong, giống như ma âm rót vào tai. Một vạn điểm bạo kích, Phó Nam Thiên triệt để hóa đá tại chỗ, một mình ngổn ngang trong gió. Hắn vừa mới hồi phục lại tâm cảnh, bây giờ lại là gợn sóng rung chuyển. Bảo kiếm như thế, có một thanh bị Ngụy Đông Hải có được, đã là một cơ duyên to lớn. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thế mà một thanh khác cũng bị Túy Vô Nhai nắm ở trong tay. Thì ra, đây mới là chân tướng. Nói cái gì mà tình nghĩa sư huynh đệ, cái gì mà phong phạm quân tử, mẹ nó toàn bộ chẳng là cái gì cả. Nếu như không có một chút mảy may ghen tị nào, thì đều có bảo vật mới là sự thật. Dựa vào cái gì? Khí vận của hai tên cẩu tặc nghịch thiên như thế, thật sự là khiến người ta tức chết mà. May mà hắn còn đánh giá cao Túy Vô Nhai, vừa rồi trong lòng sinh ra sự kính nể. Ai biết được tên này cũng cất giấu một thanh cổ kiếm, cùng một cái đức hạnh với tên sư đệ hẹp hòi kia của hắn, tất cả đều là cẩu tặc. Phó Nam Thiên có chút hoài nghi nhân sinh, cả mặt bất bình. Ghen tị không chỉ không có lắng lại, ngược lại còn tăng lên gấp mấy lần, ánh mắt bốc lên ánh sáng màu lục, hai tay cũng nắm chặt. Vốn dĩ chỉ là muốn đến phàn nàn một chút, ai biết được lại bị khoe khoang một hồi. Tâm thái của Phó Nam Thiên đều sụp đổ rồi, cả mặt đều là ngạc nhiên và ánh sáng màu xanh. Theo hiểu biết của hắn, dựa vào thực lực của Ngụy Đông Hải và Túy Vô Nhai, bản thân hắn tuyệt đối không thể rút được hai thanh kiếm kia. Nhất định là có kỳ ngộ gì đó. Nhất thời, Phó Nam Thiên bừng tỉnh hiểu ra, hai tiểu tử này nhất định là có bí mật to lớn nào đó. Bình tĩnh lại ngước mắt nhìn, muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng ai biết cái tên Túy Vô Nhai kia giả bộ lợi hại xong rồi bỏ chạy. Phó Nam Thiên nhấc chân lập tức đuổi theo. Cầu tặc, dừng lại. Mau chóng nói ra tình hình thực tế, vì sao ngươi cũng có thanh cổ kiếm này? Sâu trong làn sương mù màu đen,
Phó Nam Thiên điên cuồng vội vàng đuổi theo hỏi, trong mắt đều bốc lên ánh sáng màu xanh. Túy Vô Nhai dùng sức điên cuồng chạy, bảo kiếm cũng không tiếp tục hiển lộ ra nữa, mức độ hẹp hòi so với sư đệ Ngụy Đông Hải của hắn còn khó tưởng tượng hơn. Hai lão đầu cứ như thế điên cuồng trốn chạy bay nhanh như tên bắn. Hắn trốn, hắn ta đuổi. Lần này cẩu tặc bay khắp trời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phó Nam Thiên mới căm giận bất bình xem xét vết nứt không gian. Tạm thời đè sự không cam lòng ngập tràn trong lòng xuống, quyển sổ nhỏ ở trong lòng hẹp hòi ghi lại tên một cẩu tặc mới. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1399, Muốn Có Kết Cục 1. Bên ngoài sương mù màu đen, sáu vị thánh nhân còn lại đang dốc hết sức đuổi giết hư không thú, cảnh tượng cũng đã bắt đầu méo mó. Cổ thánh Lạc Hồng Phi đã từng cầm đầu bây giờ hoàn toàn không chịu sóng gió. Ngược lại thì tư lịch nông nhất Ngụy Đông Hải lại ra lệnh, tay cầm cổ kiếm giết đến rung chuyển, giống như là có chiến thần phụ thể. Hứa lão ca, để đó ta đến. Tống lão ca, ngươi lui lại phía sau. Giáng dấp ra lệnh kia, làm cho mấy vị lão ca nhìn sửng sốt một chút. Lại là một con hư không thú mày vàng tản ra cát màu đen, các vị thánh thân mặt đầy nghiêm trọng. Khí thế thật là khủng bố, sợ rằng con thú này đã là ngũ giai, chúng ta khó mà đối đầu, e rằng chỉ có cổ lão ca mới. Lời nói tạo bậc thang còn chưa nói xong, Ngụy Đông Hải đã cầm cổ kiếm trong tay đạp tới, ánh mắt lộ ra bá khí phi phàm. Đừng hoảng sợ, lão phu đến giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, cổ kiếm trong tay rung động, một đạo kiếm mang chấn động trời đất băng qua ngàn dặm đi đến. Những nơi kiếm quang đi qua, biển cát rung chuyển. Đừng nói là hư không thú cấp 5 có hình dáng bạch tuộc kia, cho dù là những tạp binh xung quanh cũng bị giết chết toàn bộ. Ngụy Đông Hải chắp tay đứng trong không trung mặt đầy gió xuân, giống như người có năng lực lớn ở đương thời. Thật con mẹ nó, càng giả vờ càng có cái phong phạm đó. Các thánh nhìn đến khóe miệng co rút, sự ghen tị trong ánh mắt càng ngày càng đậm. Cho dù không có người mở miệng, ánh mắt lại rất ăn ý nhìn về thanh cổ kiếm, mỗi người đều tức giận nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có hâm mộ, mà hoàn toàn không có cách gì. Cho dù trong lòng tràn ngập đố kỵ, cũng biết rõ thần khí này là một sự giúp đỡ lớn, các thánh không để ý quá nhiều nữa, dốc hết tâm sức vào chuyện lớn tiêu diệt hư không thú ở bên trên. Sáu vị thánh nhân hợp lực, cộng thêm gia tăng của cổ kiếm, không bao lâu sau đã khiến cho tàn quân hư không thú sợ chết khiếp. Trước mắt Túy Vô Nhai và Phó Nam Thiên chưa về, chiến quả đã rất to lớn. Một đống lớn bảo tài hiếm có đủ loại bày ở trước mắt, ánh mắt các thánh đều nhìn về phía cổ thánh Lạc Hồng Phi. Cổ lão ca, mời ngươi định đoạt. Đúng vậy, vẫn là mời cổ lão ca quyết định phân chia như thế nào. Những bảo tài này luyện hóa thêm, tu vi của chúng ta sẽ tăng lớn, tương lai vạn nhất lại phải đối phó với nhóm hư không thú, thì cũng có thể có mấy phần chắc chắn, xin cổ lão ca định đoạt. Các thánh đều như ngày thường, đối với lão đại ca cổ thánh Lạc Hồng Phi này là nói gì nghe nấy. Lạc Hồng Phi đối nhân xử thế công chính, chỉ là vuốt râu cười khẽ nhìn về phía Ngụy Đông Hải. Các vị, thu hoạch của trận chiến này, theo lão phu thấy, nên do Ngụy lão đệ định đoạt. Lời này vừa nói ra, các thánh đều kính nể. Chí khí như thế, thật không hổ là cổ thánh Lạc Hồng Phi. Ngụy Đông Hải cũng kinh ngạc đến ngây người, được ban vinh hạnh đặc biệt như thế, nhất thời có chút không biết làm sao, mãi đến khi ánh mắt phức tạp của các thánh nhìn tới, hắn mới nửa tin nửa ngờ. Không ngờ được, hắn cũng có một ngày được quyết định chuyện lớn. Phần vinh quang và khẳng định này đến quá đột ngột, Ngụy Đông Hải sắp hạnh phúc đến choáng váng rồi. Ngụy lão đệ, chúng ta đều nghe theo quyết định của ngươi, không cần chối từ. Ngụy Đông Hải nghe thấy nhiều thêm mấy phần sức mạnh, đánh giá những chân bảo ở trước mắt. Long tu, kim kiền, ngân vĩ, bảo tài cực kỳ hiếm có đến hơn mấy trăm năm. Đặt vào thời gian trước, đây đều là những chiến quả không cách nào tưởng tượng được. Ngụy Đông Hải cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng trong này đa số chính do chính tay hắn thu hoạch, nên cũng có một chút tự tin. Lại nghĩ tới, muốn bày tỏ một chút tâm ý với tiền bối Dịch Phong. Ngụy Đông Hải lấy hết dũng khí, quả quyết đồng ý. Được, nếu đã như thế, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Lời này vừa nói xong, đã thu thập gần 200 các loại chân bảo vào trong nhẫn thánh, động tác nhanh đến cực điểm.
thần sắc Lạc Hồng Phi như thường, chỉ là hơi sững sờ. Các thánh nhân khác lại là nhìn đến con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Để cho ngươi chọn trước mấy cái rồi sau đó phân chia, đây cũng đúng thật sự cho đủ thể diện, con hàng này thì hay rồi, thật là một chút cũng không do dự, cũng quá chân thực rồi đi. So sánh với trước đây, Ngụy Đông Hải là dáng về tham tài con quỷ hẹp hòi, dường như là lộ ra nguyên hình rồi. Con hàng này, hóa ra đúng là vô sỉ như thế. Bất bình lúc trước xen lẫn với sự bất mãn lúc này, ngoại trừ Lạc Hồng Phi, bốn vị thánh nhân còn lại đều không nói nên lời, tức giận đến mức vang lên tiếng động, đặc biệt giống máy quạt gió. Chương 1400, muốn có kết cục, 2. Trước mắt còn một ít chân bảo, các thánh không thèm để ý nhiều đến Ngụy Đông Hải. Khi phân chia bảo vật sắp kết thúc, hai đạo lưu quang cũng từ đằng xa bay đến, chính là Túy Vô Nhai và Phó Nam Thiên. Hai người vui mừng tức giận khác nhau, một người đỏ mắt cổ gồ ghề, một người bình tĩnh như thương tùng. Các thánh nhìn đến dấu hỏi đầy đầu, rõ ràng hai người cùng nhau đi tra xét vết nứt. Tại sao thần tình lại khác nhau một trời một vực thế này, lẽ nào cũng là bởi vì bất mãn với chuyện phân chia thu hoạch. Lạc Hồng Phi cũng có chút hiếu kỳ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú. Phó lão đệ, hai người các ngươi đi xem xét vết nứt, như thế nào rồi? Ai biết được không hỏi còn tốt. Lúc này vừa hỏi, bên trong con ngươi của Phó Nam Thiên lại nổi lên một tầng nước mắt. Vết nứt không có gì đáng ngại, theo sự tiêu tán của hư không thú tạm thời ổn định không mở rộng, chúng ta cũng đã bố trí trận pháp phong ấn nó lại. Chỉ là, cổ lão ca, tình cảm băng hữu của chúng ta không sâu. Bờ môi khẽ run, phối hợp thêm nước mắt lấp lóe, giống như là đã phải chịu ủy khuất cực lớn, nhìn rất đau lòng. Các thánh nhìn đến mơ hồ, Lạc Hồng Phi cũng nhíu mày. Phó lão đệ, vì sao ngươi lại nói lời này? Dưới cái nhìn chằm chằm của ánh mắt mọi người, đột nhiên Phó Nam Thiên ngước mắt nhìn về phía Túy Vô Nhai. Tên này rất đáng giận. Ta coi hắn như hảo hữu chí giao, không ngờ được người này lại vẫn luôn giấu giếm, thế mà hắn cũng có chú đạo cổ kiếm. Vừa rồi khoe khoang ở trước mặt ta, bất luận ta lấy lòng như thế nào, hắn cũng không tình nguyện thể hiện. Chúng ta thủ vệ ở nơi này nhiều năm, có thể nói là tình cảm vào sinh ra tử, hắn hẹp hòi thì cũng thôi đi. Còn lấy cổ kiếm ra trêu chọc mấy lần, đến thu hoạch chân bảo cũng không muốn nhường, thật là tên cẩu tặc đáng giận. Phó Nam Thiên tràn ngập uất ức, nhất thời làm các thánh chấn động đến trợn to con mắt. Cái gì? Túy Vô Nhai cũng có một thanh. Đây, thật là con mẹ nó. Dựa vào uy lực của cổ kiếm lấy chân bảo trước, tại sao chuyện này lại quen tai như thế? Không hổ cùng là đồng môn, thật sự đúng là cẩu tặc. Nghe được chân tướng, các thánh cũng không nhịn được liên tục mắng chửi. Bọn họ đều từng nhìn thấy cổ kiếm của Ngụy Đông Hải, biết rõ uy thế của cổ kiếm này khủng bố như thế nào. Lại lần nữa nghe thấy Túy Vô Nhai cũng có một thanh, cũng ở vào cổ kiếm thần binh chiếm lấy chân bảo, bất bình và uất ức trong lòng đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nhất thời, đến khóe miệng cổ thánh Lạc Hồng Phi cũng hơi cong lên. Sáu vị thánh nhân, người nào cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Những năm gần đây, mọi người đều cho rằng tu vi của hai sư huynh đệ bọn họ yếu kém, nhiều lần đều nhường cho hai người, hầu như gặp được nguy hiểm cũng quan tâm nhiều hơn. Không ngờ được, người ta có chú đạo cổ kiếm bên người, còn mỗi người có một cái. Có loại thần khí này trong tay, còn quan tâm chăm sóc cái quỷ gì, ai chăm sóc ai còn không nhất định. Đó, nếu không phải trước mắt có vô số chân bảo, thì không biết hai tên lừa đảo này còn muốn diễn bao lâu đây. Ta xem ngươi là huynh đệ tốt, ngươi mẹ nó lại là diễn viên lão luyện. Nghĩ đến trải nghiệm nhiều năm qua, mấy vị thánh nhân tức giận đến đỏ cả cổ. Từng người tư thế hung tợn, đều sắp có thể dùng sao thổ mộc dìm chết hai huynh đệ này. Mau nói, chú đạo cổ kiếm này, rốt cuộc là các ngươi có được như thế nào? Lúc này Phó Nam Thiên hỏi ra trọng điểm. Không nói. Không biết. Hai người chăm miệng một lời, cái gì cũng không nói. Mọi người hết sức tức giận, từng đôi con ngươi ngập tràn ánh lửa nhìn chằm chằm vào hai người. Thân sắc Túy Vô Nhai bình tĩnh, mặc cho mọi người nhìn, cả ngươi vững như lão cẩu. Ngược lại Ngụy Đông Hải có chút dễ kích động, thấp giọng truyền âm. Sư huynh, huynh nói chúng ta như thế này có khi nào có chút quá đáng không? Túy Vô Nhai cười nhạt nhìn chăm chú, một bộ dáng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sư đệ, đệ còn quá trẻ. Đệ nghĩ một chút, nếu như chúng ta nói ra chân tướng,
đây chẳng phải là hủy mất một thân tác phong khiêm tốn của tiền bối Dịch Phong sao? Đắc tội tiền bối hay là đắc tội đạo hữu, lựa chọn như thế nào còn cần phải nghĩ sao? Những lão gia hỏa này chỉ là nóng mắt nhất thời, qua mấy ngày là được rồi, để không cần để ở trong lòng. Chúng ta có được cơ duyên của tiền bối, cũng phải chuẩn bị tâm cảnh phải chịu lời mắng nhiếc, cứ để mặc cho bọn họ đỏ mắt đi. Chúng ta quen biết tiền bối thì sẽ có kết cục, đệ có hiểu không? Ngụy Đông Hải bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười làm lễ. Thì ra là thế, vẫn là sư huynh suy nghĩ chu đáo. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.